test mã 34 xem. Ok bác, thời trang nữ hot, em lên mã 34 test cho bác này. Mã 34 LQ2388 cầu lồi thu phóng. Ok bác, trên màn hình là em đang ghim cái mã LQ2388. Mã này thì sử dụng chân sạc tai si, nó cầu lồi và thu phóng anh em nhé, thu phóng cực mượt đây ạ. Anh em có thể kéo cái chóa này, thu phóng nó rất là êm. Thiết kế là hai quả pin anh em nhé, thời gian sạc là 4 đến 6 tiếng và sử dụng liên tục ở chế độ sáng mạnh là 8 đến 10 tiếng. Có 3 chế độ sáng là sáng mạnh, sáng tiết kiệm và nhà SOS, thì khi anh em sử dụng nó sẽ có giải đèn LED báo phần trăm pin cho anh em. Rồi em quên, đây là ánh sáng của LQ2388 này anh em. Đó. Ở chế độ phóng chiếu xa của LQ2388 thì anh em có thể nhìn rõ trong khoảng là trên 200m anh em nhé. Còn chế độ phóng chiếu rộng thì anh em có thể cho một cái góc chiếu khá là rộng và nhìn rõ, nhìn xa ở trong khoảng là tầm 100m thôi anh em. Chế độ chiếu rộng thì nhìn khoảng 100m thôi. Còn chế độ chiếu rọi xa thì anh em nhìn rõ trong khoảng là tầm trên 200m anh em nhé. Đó, và khá là sắc nét ạ. Đó, mức giá thì rất là hợp lý, em đang có ghim trên màn hình. Có chương trình ưu đãi của shop này, có voucher giảm giá và có free ship cho anh em. Đó, anh em có thể tham khảo cái mã thu phóng LQ2388 anh em nhé. Thu phóng rất là mượt ạ. Thiết kế thì đẹp giống như một chiếc máy ảnh anh em nhé. Chân sạc tai si và 3 chế độ sáng đây ạ. Sáng mạnh này, sáng tiết kiệm này và nhà SOS. Đó, thu phóng anh em thích gom cỡ nào cũng được và tỏa cỡ nào cũng được anh em nhé. Tùy chỉnh luôn, thu phóng rất là mượt cho anh em này.